Chào mọi người nhé, hôm nay mình hướng dẫn qua các cách thắt dây an toàn, leo núi, cưa cây, trèo cây nhé. Thì hôm nay mình có thời gian làm dây cho khách, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng loại dây một. Đây, mình để đây vào bên nhé. Đây, nếu mà các bạn muốn làm dây thì chuẩn bị cho mình ít nhất là một dây chính này, một dây phụ và một khóa D, ít nhất là một khóa D. Còn nếu mà các bạn có điều kiện hơn thì đầu tư thêm một cái dòng dọc này thì nó sẽ hiệu quả. Tí mình sẽ nói công dụng của cái dòng dọc này nhé. Đây, trước tiên cách thắt dây thì cần chuẩn bị ít nhất là ba thế này. Dây thì đây là dạng dây leo núi, nó tròn nhá, nó có các mắt nhỏ này. Có thể sử dụng dây thừng xoắn, dây thừng xoắn thì mua ở đâu cũng có, nhưng mà nó sẽ sử dụng sẽ không bằng dây này, thì nó sẽ khó khăn hơn cho việc thay đổi số đo bằng dây nhá, thiết dây lên hoặc xuống nhá. Đó, các bạn có điều kiện thì chuẩn bị cho mình ít nhất ba thế này. Đó, thì nó sẽ tốt hơn. Đây, mình để này một bên. Trước tiên mình nói này, cụ thể mỗi dây này thì các bạn không cần dòng dọc, sử dụng trực tiếp luôn. Đây các bạn nhá, đây mình sẽ nói cách dùng trước và tí mình sẽ hướng dẫn thắt nút từng cái một. Đây là bốn nút cơ bản, thì nó bốn nút này cơ bản thì nó hiệu quả hơn, hiệu quả nhất về sử dụng dây của Việt Nam nhá. Đây, dây này bạn nhìn nhá, cái này một bên này móc vào đai và một đầu trên kia móc vào bên hông bên cạnh nhá. Bạn nhìn này, mình sử dụng này, kéo này, không bao giờ trượt nhá. Vì cái này càng kéo thì những cái vòng dây nó cứ càng xoắn vào nhau ấy, thì nó sẽ siết chặt vào dây này. Đây là nguyên lý hoạt động của nó, tất cả các dòng dây đều như nhau, càng kéo thì cái lực này nó càng siết, vì nó không phải là buộc thắt nút mà đây là dạng nối, gọi là nối hãm dây đấy. Thì các bạn muốn đẩy lên thu dây vào, các bạn nhìn cái vòng đen này giúp mình nhé. Là thu dây vào thì các bạn muốn đẩy lên thì các bạn để tay ở phần dưới này, đẩy lên, các bạn nhìn thấy không? Đó, nó tự thu vào. Giãn xuống thì đẩy đầu này, các bạn thả tay ra là cái này tự nó hãm rồi nhá, tự nó siết cái vòng dây vào thì nó sẽ không bị trượt đi. Đảm bảo một mối, nếu mà dây loại này đảm bảo một mối nó chịu tải tầm 400 cân thoải mái nhá, mình đảm bảo như thế. Tiếp theo đến dây thứ hai, nó cũng tương tự như dây thứ nhất thôi, nhưng nó khác một chút là số dây ở vòng trên chịu tải chính, còn số dây vòng dưới thì cái nút này nó sẽ thuận tiện hơn cho việc mình đẩy lên thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, còn kéo xuống thì lực ở trên nén xuống thì nó sẽ chịu lực lớn hơn một chút. Đây, kéo xuống đó, đấy thì mối này sẽ thay thế mối này, nhưng mối này có thể sử dụng được dòng dọc, mối này thì không cần sử dụng dòng dọc cũng được. Mối này sử dụng dòng dọc thêm ở đây, tí mình sẽ nói công dụng cụ thể cho. Đây, đẩy lên nhé, đẩy lên nhẹ nhàng hơn, kéo xuống đó, đẩy đây, đẩy từ trên xuống đó. Cái cấu tạo các thứ đều như nhau hết. Mình nói mẫu dây thứ ba thì nó khác một chút, nó là dây hai dây so le, còn cách làm thì cũng nói chung là các cách làm nó đều tương tự thôi, chứ không khác quá nhiều đâu. Đây, đẩy lên này đó, kéo xuống thít luôn, đẩy xuống đó, các bạn nhìn nhá, nó tự chạy này, thả tay ra, không đẩy đầu này nhá, tự hãm mà. Đó, mẫu dây này thì dành riêng cho việc đu dây đấy, thì sẽ dây này sẽ treo trước ngực, thì cái mẫu này nó sẽ dàn đều trên dây. Đó, một điểm này chịu, một điểm này nó kiểu là chịu lực so le đấy, và trên này là chịu lực tô chính này, còn cái mối này thì nó sẽ thuận tiện hơn cho việc lên xuống, rất là nhẹ nhàng nhé. Mẫu này là nhẹ nhàng nhất này, các bạn nhìn này, một tay rất là nhẹ nhàng đẩy xuống này, nhìn này. Đó, đẩy xuống này. Mẫu này thì chỉ sử dụng cho việc đu dây đấy thì nó sẽ tốt hơn, tối ưu hơn. Đây nhá, mình sẽ nói chính này, cần thêm một cái dòng dọc này, các bạn sẽ nhìn nó khác biệt. Khi không có dòng dọc ấy thì tay thì bắt buộc phải sử dụng hai tay, một tay đẩy ở đây, một tay kéo hoặc kéo xuống, hoặc các bạn nếu mà ấy, các bạn mà quen rồi đấy thì kéo dây thì một tay cầm ở đây, một tay cầm ở đây. Nói chung là phải sử dụng hai tay, nếu không có dòng dọc phải sử dụng hai tay nhá. Đấy, kéo lên. Còn có dòng dọc nhá, các bạn nhìn này, mình lắp cái dòng dọc vào, các bạn để ý giúp mình. Đó, có dòng dọc thì cái này vào đai rồi nhá.
Các bạn chỉ cần kéo ngược cái đuôi dây này lên là tự nó thít vào. Đó. Còn cái này thì chỉ cần một tay đẩy nữa. Có nghĩa là có thêm phần dòng dọc này thì các bạn chỉ cần sử dụng một tay thôi cũng thay đổi số đo vòng dây lên và xuống được. Vì ở nó sẽ có hai cạnh này nối trực tiếp vào cái khóa D này, thì hai cạnh này nó sẽ đẩy hai phần ngàm giữ ở dưới này, phần này chính là đẩy thu dây lên nhé. Đó thì các bạn sẽ sử dụng một tay được. Đó. Kéo xuống. Đó. Nó sẽ thuận tiện hơn, tất cả các cái mối khác cũng tương tự như vậy thôi. Mối này cũng thế. Bình thường thì nếu không có dòng dọc thì các bạn phải sử dụng hai tay để thay đổi số đo bằng dây. Còn nếu mà có dòng dọc nhé. Này. Đây, chỉ cần kéo ở phần dưới dây thôi. Còn tự cái dây này nó sẽ chạy qua dòng dọc và nó hai cái cạnh này nó sẽ đẩy cái phần dây đuôi dây lên. Đó. Rất là nhẹ nhàng nhá. Này. Kéo này, nhẹ nhàng. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó, nên là tùy từng nhu cầu của mọi người nhé. Nên là nó sẽ khác nhau. Cần cũng được mà không cần cũng vẫn được. Nhưng mà nếu mà ai mà cơ cây chuyên nghiệp ấy thì người ta sẽ đòi hỏi là độ nhanh gọn nó sẽ tối ưu. Đây, lên này. Đó, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đây, kéo xuống. Đó. Đấy, các bạn xem biết là sự khác biệt của có dòng dọc và không có dòng dọc. Rồi, video này cũng dài thì mình dừng lại, tạm dừng lại nhé. Sẽ có video ở phần 2 nhé. Chào mọi người, rất mong mọi người quan tâm đăng ký kênh nhé.